Thu chào các bạn. Bữa cơm gia đình của mình hôm nay mình sẽ nấu canh cá thác lác với cá thác lác chiên. Mình nấu canh á, mình nấu với cá, mình phi tỏi cho nó thơm các bạn. Nó bán đi cái mùi cá, còn mình nấu rau bình thường thì mình phi đầu hành lá. Bây giờ mình đợi cho nó sôi xong mình sẽ cho cá thác lác vào. Nước cũng sôi các bạn, giờ mình sẽ cho cá vào ha. Về cái mình người ta nạo sẵn các bạn, mình sẽ cho miếng muối, miếng bột ngọt, miếng đường, miếng tiêu, vừa bào của hành tím vô, hành lá, ớt, xong mình ngồi mình đánh lên cho nó đều, đánh cho nó sọt lên cho nó dai. Rồi còn cái này chút mình chiên. Chắc cà vô luôn. Mình để cho sôi tí xíu nữa cho chín cá các bạn. Cho chín cá một chút. Ngon không? Cá cũng chín thì giờ mình bỏ rau vô. Đây mình cho hành lá với cần nha. Cho hành lá với cần. Chấm tiêu vô thơm. Tiêu vô nha các bạn, tuyệt vời nồi canh. Đặt xuống ngon thiệt chứ. Giờ mình nhắc xuống đi, mình chiên cá thác lác. Giờ mình sẽ chiên cá. Buổi sáng có mình chiên vừa đủ, chiều chiên tiếp trong xã ăn với con gái. Mình bỏ vô cái dĩa nhỏ, mình ép cho nó mỏng ra các bạn. Mình không có cái dĩa nên mình để trong cái chén. Rồi buổi sáng mình chiên vậy hơi vừa đủ ăn. Đồ ăn nãy giờ mình cũng nấu xong rồi. các bạn. Cá thác lác là mình chia mấy miếng vừa đủ ăn thôi, với canh, với tương, để chua, để chấm ăn. Mình mời các bạn ăn trưa ha. Cơm cá thác lác với lại canh cà nấu với cá thác lác, cải chua cắm nước tương. Xin chào các bạn.